xin lại Phật từ bi quảng đại, vì chúng sinh muôn loại đạo điên. Với dòng phương pháp phá giải phiền nơi tâm, kính lại pháp phá nguồn ân chưa trả, nẻo quang minh mô tả rõ ràng. Vì đời lắm mà kẻ lầm than nên thuyền ác nhà sân tàn đời đưa. Kính lại tăng là người chí cả, thay thế tôn hoằng quá đạo màu. Do mình nên mới lo âu, rồi đường khổ khổ dần đường chúng sanh. Con nhất tâm đảnh lễ cầu hoàng mẫu cứu độ chúng sinh, con nhất tâm đảnh lễ Phổ Đà Sơn Nam Hải chứng minh. Nam mô Hội Thượng Phật chứng minh, Nam mô Tam Bảo Đạo Tràng chứng minh, Nam mô con nhất tâm đảnh lễ Tổ Thầy chứng minh. Cộng đồng thánh thần tiên Phật nghe nguyện này xin vui hỷ lạc thanh tịnh trang nghiêm. Địa mẫu đánh tối cao giác ngộ, cõi trần thế mệt mồ tâm tôi, phải nghe lời mẹ thuyết chân kinh. Chớ ham vật chất lì phiền, sớm đi mau thức tình mẹ ban phước lành. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Đô phương cầm thâu đến diêu cung, thành tâm tấn nguyện đức ta màu từ trên khói hương này xin mẫu ngữ an, cảm ơn chứng minh bắt lòng thầm. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Cai đuốc huệ tâm không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh.
Con quầy dân nén tâm hương
nhìn làng khói trầm hương bay tỏa, nhớ mẹ hiền lễ nhỏ dòng cháu, đàn con tha thiết nguyện cầu máu cờ phố đến nhìn màu chứng minh chốn cần cung nhìn đại lễ kỷ niệm ngày giáng thế từ con thượng tầng mẹ phủ càng khôn chuyển khai hoằng đạo pháp ba môn hành từ đọc kinh màu lòng như sao xuyên cởi tâm thầm thầm diễn mẫu thân chuông chùa vang tiếng xa ngân chành lòng con khẽ tuôn dần lấy xa khói hương cầm thiết tha theo gió áng mây lành hiện rõ quyền di con nguyện kiếp kiếp tu trì nương về theo bóng từ bi màu vàng cầu lành mẹ chánh đạo vàng rực rỡ hạ bồ đề hay nở rừng cây âm thiền nói nghiệp tháng mây điển thiên mẹ chứng nhật ngay kinh đàn nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân tinh hoa tươi thắm kính dân từ máu lời gian cầu thiết tai quán chốn dương trần tở án phù dân chúng sanh đau khổ vô ngần thành tâm lại mẹ gọi lần tối xưa sớm trưa mai màu
giờ hồi năm qua mẫu tử thương phòng thương lành thơm ngát ấy là lòng bồ đề rau nở tại cung diêu kỳ quá thơm ngát con quỳ dân thành cầu từ mẫu giáng linh chứng đàn Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh quả tươi xanh tâm thành cung kính điện linh phủ khắp bi càng khôn chuyển khai đại đạo tiếng a đòn vang xa tụng kinh mê mẫu gia gia lời cháu ghi lại trần ai là do quyết mạch phi tài từ con quái linh mê mẫu bao gồm vũ trụ dưỡng nuôi con hấp ba hậu điển tiên thọ tiền biến dân lành nước thành nhà yên thanh bình tám nhật mẫu trì kinh địa mẫu chúng sanh đều số đổi nhàn thanh mùa màng sung tươi xanh quả hoa âm ngát hương lành từ bi thăm ăn mẹ khắc ghi sanh sở kỷ niệm ngày mẹ ngự tông trung dập đầu bái tạ dương cung độ an sanh chúng tao phùng long quang kính lại mẫu thiết tha lời trẻ dân quả tươi thánh mẹ chứng tri dập đầu lại đức diêu kỳ điển thiên mẹ phổ cố quy dân lành Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh cung cảnh ly dân thì thành thơm
khắp nơi. Mẹ thương dưỡng dục khiến đời gỡ nơi thượng cõi ban lời ngọc châu. Mẹ truyền pháp nhiệm màu phán chiếu cứu đàn con tận hiếu tận trung. Nguồn thương mẹ phủ nhàn trùng suối lòng ngào ngạt bán chung con lành. Chính mẹ tạo non sông tươi tắm biển sông sâu thăm thầm trùng khơi. Quảng khai đại đạo khắp nơi kể từ vô thủy đến đời hậu thiên. Tâm kinh mẫu lời khuyên lai láng điển quyền linh tỏ sáng mười phương. Tại dân bác ngọc trà hương thành tâm lại mẹ xót thương chứng y đàn. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Tầng bỏ anh quang minh chim loan mẫu ngự truyền kinh răng đời. Kim ngôn mẹ đây lời mặt quyết nga đức từ tôn tha thiết khuyên con. Tam nhật mẫu thành tâm kính mẫu tâm lòng son dòng thấu diêu cung. Gia gia xâm họ trồng phòng dân ngang quốc thới hưởng chung thanh. Xin tưới sông tốt mẹ đổ con từng phút từng giây. Núi sông vũ trụ đó đây chính do hoàng mẫu dựng gầy mà nên. Linh căn mẹ dưới trên phân rõ tâm dân kinh mẹ tỏ lời châu. Hoàng khai đại đạo nhiệm màu quá xanh bốn biển năm châu tươi nhuận. Phật mẫu ngự thượng tầng độ thế điển chân linh phước huệ rải ban. Tâm kinh mẫu dạy rõ ràng con lành hiếu thảo đàn tràng cung nghênh.
dân an nước thành nhà yên đời châu mẫu dạy gắn chuyên tu trì thơ ngâm diệu quyền di cơ bốc mẹ truyền kinh dưỡng dọc chúng sanh chân linh đi mẫu xét soi vũ trụ điển âm dương kết ta tổ thai nhi thượng phần máu ngự phương phi phần ra thiên địa trị vì chúng sanh địa mẫu truyền chân kinh tâm quyết khi âm dương hội nghĩa cùng nhau mưa hòa gió thuận tươi màu hoa xanh nhân loại ngạt ngào chân thân phải giữ lòng hiếu thảo trì kinh lời châu mẹ giải quyền linh hoàng thiên xá tội hiển dinh thanh nhàn cầu linh mẹ bảo toàn sanh chúng độ nhân sanh giữ đúng hạnh tiên từ đây thiên địa phân riêng âm dương chân khí linh nguyên chẳng rời nhật nguyệt tinh phương trời tỏa sáng mái hiền chi hiện rõ thần thông mẹ phân nam bắc tây đông bốn phương tám hướng bao dòng càng khôn điển thiên mẹ bảo tồn dinh cổ chốn trung ương mẹ thủ địa châu linh quang chiếu sáng nhiệm màu thiên tiên bảo dưỡng gồm thấu nhân lành thanh bất lão tài cao minh sáng tạo quyền di thiên long địa diệu kỳ đi âm phối hợp phục quy diệu đài thiên địa lập âm lai dương thần giáo dành giới điển linh đất trời do bạo quá sinh pháp ma luân thường chuyển siêu thành căn nguyên chính mẹ tạo tôi hiền chúa thánh chân tâm này tâm thanh
chẳng ngần qua quá xanh xanh. Thiên can thường chuyển dần hành địa chi, thần với khi hiệp thành thái thân. Mẹ cô mang cành cánh đi thập niên, tình thương mẫu tử tiên. Mình đi quần sức thế trần ai sao, vì thiên tử khi tài quyền quang. Mẹ phán vua thiên hoàng con trưởng đến địa hoàng mẹ thượng thứ hai. Nhân hoàng ta địa thiên tài còn ba vị nữa phân rài sau đây. Vua phục thi ngài hay biến quá, bác quái phân phát quả điện linh. Chỉ rằng tám ma thân thân âm dương vũ trụ quang minh phân bài. Vua thần nóng phi tài ngũ cốc, sắc lệnh gieo châu ngọc khắp nơi. Đó là giống của trời xanh ra lúa gạo giúp đời an khang. Vua hiển viên tạo bán nghi phục, đêm ấm mây no hạnh phúc vạn dân. Lưu truyền cơm trần để cho người thế tâm thân thanh nhàn. Vô trụ do mẫu hoàng xuất phát, mẫu tạo ra Bồ Tát thần tiên. Thượng tầng bao phủ điện tiên chẳng rời xa khỏi mẹ hiền dưỡng sanh. Nhìn biển cả trời thanh nước biếc, khắp bốn mùa tám tiết trở say. Gió ngàn tỏ lượng tầng mây, quá xanh nhân loại cỏ cây thu cầm. Có ngủ nhẹ bóng trầm ngân thổi, khắp muôn nước từ mẫu dưỡng xanh. Các đời dương đế đại danh, từ trong thân nghe mẫu trưởng thành mà ra.
danh đi làm có năm mẹ tỏ thắng cảnh chốn lâm sơn tiếp lạnh sơn rơi có cây cổ thụ sống đời chắc dân trăm họ gió nơi màu nhân dân y no ấm hiển vinh sống nhờ điển mẹ quyền linh phủ đầy khi lìa thế gọi thấy thân mẫu sự qua xanh dời đói vô mẹ là chỗ giữa nương từ tôn địa mẫu nguồn thương ngập tràn nào châu quận thôn làng tính quyền chư Phật y đất kim thân do mẫu cả trân châu ngọc bộ đó đây hiểu chi kẻ ước việc này lòng tham mơ tưởng mấy ai đạt kim khí bạc vàng quý bao tất cả do mẫu tạo xuất ra dương hầu vạn quốc gia gia cũng do lệnh mẹ ban ra tôn sùng người dưới tế trước mẹ ban dân an quốc thái nhà an để dương cùng cảnh đi mẫu hoàng từ tôn nước nào bị dập dòm chinh chiến cùng do nơi mẫu chén phạt đến dân quyền linh quang điện mẹ dành đó ở đây có tạo lạnh the đầy lúa dài cùng quá quá rau cải trái cây nào là chua ngọt đắng cay bệnh đau quá xanh lên.
linh dược nhiệm màu cao lương mỹ vậy thiếu hoa đâu vật nào lại có dấm châu dầu tương muối suối nào bằng nguồn suối tình liền chẳng sai
đại từ tôn mẫu hoàng cao cả ân đức dài dòng ngã đành trao tao nhân mặt khách anh tài nông thương trong sẽ địa dạng sự thành hiếu
mẫu diệu quyền hơn 180 chục câu khuyên sanh đời. Mỗi câu bội ý lời mẹ khuyên, con tự nguồn mạch quyết chảy ra, gồm bao lời ngọc thiên ta chẳng phải lầm lạc đâu mà ngờ nghi. Khắp gia gia điều trì niệm mãi thì mùa màng cây trái hoằng sai, ấm mê no hưởng lạc trần ai cuộc đời chẳng bị nạn tai dập dờ. Điện quang mẹ bảo toàn trường cổ, đạo con thơ hỏi đủ nhiều công. Nếu ai chẳng tin bất tòng, mùa màng ruộng rẫy sâu trồng bỏ ăn. Cuộc sống đi đành khó khăn đi đau khổ, nhân sinh lầm vào chỗ hiểm nguy. Không mong sống sót được gì đại kiếp, thấy quả phong phi ngập tràn. Đại từ tôn mẫu hoàng cho biết, đúng trăng mười vào tiết trời đông. Máu từ xuất hiện thần thông, vào ngày thập bát trần hồng giáng sinh. Mẹ phổ hết điện linh quảng đại, tâm quyết thư để lại chân kinh. Siêu thoát quang minh từ tôn bảo dưỡng chúng sanh an nhàn. Là con hiếu đàn tràng khung cảnh, mỗi hằng niên nguyện thành mẫu từ. Đúng ngày thập bát trăng mười gia gia tụng niệm, người người trì kinh. Lập đại lễ hoa sinh trà quả, dân hương đăng tất cả kiếp tinh. Cùng nhau hỏi hiệp trì kinh, sớ dân nghi từ mẫu chứng nghi minh con lành. Nếu như có nhân danh hiền sĩ truyền bá kinh nghĩa lý đầu, hưởng lộc thọ vinh quang phú quý, hạng phu bằng hằng sĩ
nói giỏi toàn đường tâm môn. Nam nữ nào sùng tôn kính mẫu, cảnh lễ ngày kỷ mẫu thành tâm. Dành này bố điện muôn phần giá
từ tôn mẫu hoàng bảo dưỡng, trải hết tâm vô lượng vô biên, ngự nơi cõi thượng thiên liêng, độ cho quốc thế dân yên thành bình. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nam mô A Di Đà Phật. Lạy đức địa mẫu, nam mô con kính lạy địa mẫu đấng tối cao vô thượng, đã giáng lâm phù hộ thế gian này với anh linh cùng đức độ cao dài, công tế thế an ban danh còn đơn. Nam mô con kính lại địa mẫu ân độ sanh vô lượng, ân bảo kỳ cứu tử lại vô biên, mẹ của nhân gian, mẹ thanh mẹ hiền, hàng Phật tử chúng con nguyện ghi mai. Nam mô con kính lại địa mẫu đấng mẫu nghi tư hài, danh lần khắp cả nước non tiên, xuống trần gian làm Phật mẫu mẹ hiền, để cứu độ chúng sanh cơn hoạn nạn. Nam mô con kính lại địa mẫu đấng anh linh vô hại, xin mẹ ban phép là cứu trần gian đang sống trong nghiệp chướng ngã chốn trần hoàng, xin tế độ cho muôn loài hết khổ. Nam mô con kính lại địa mẫu, xin mẹ ban ân lành cho Việt Nam Phật giáo thịnh hành, được tôn nghiêm màu nhiệm giới viên thành, cho con mẹ bốn phương đều kính mẹ, ngủ canh từ canh một nhìn trần lễ tuôn rơi, chúng dân khổ lệ nạn tới bời, nên lo tu tâm này con dạy lại mẹ nguyện cầu về khổ giới. Cánh hai điện lực ngã rải mọi nơi, thiện nhân tu tịnh được thanh thơi, sao không cố gắng tu trì dạy thương xót con mẹ chẳng nghỉ ngơi. Cánh ba lụy mẹ nhỏ tràn trề, hết lời kêu gọi con tỉnh mê,
dòng vật chất. Chôn lấp linh quang cạn lối về, cô vớt cuộc đời vất nam ca, cánh tư đẫm lệ cõi ta bà. Điện linh ban xuống lời từ ai, kêu gọi thiện nhân nga nhủ mẹ già. Cánh năm trầm ngâm suy diệu quyền, bổ ban quyền diệu dứt quan thiên. Quái linh dạy chứ ngày ngày lòng mẹ băn khoăn cùng vì thương trẻ nơi chung bụi trần nở nào xây mặt sắp lưng liễu chiêu con đỏ mẹ đành xiết than. Trời cho quay nọ sấm giang, nếu không có mẹ tàn chúng con. Bởi nên mẹ trách phiền con công, mẹ sanh sáng chẳng còn tiếc chi. Con sao bạc nghĩa chẳng ghi, nhờ ơn tạo quá chút gì công danh. Nếu như mẹ giận bỏ đành, thì con đâu đặng nên danh cuộc đời. Ngày ngày ăn uống vui chơi, chớ hề con niệm địa thời mẫu đây. Muốn nên chuyện vật tạo gây, muốn đổ con trẻ phải bài dỗ khuyên. Đôi lời mẹ nhắc con ghi, ngày nào kêu mẹ mẹ liền dắt con. Trần gian tâm tối mịt mờ, con ơi nghe mẹ thăng đường con đi. Nhân lời mẹ đã tiên tri, ngày nào đại hỏi con thì gặp cha. Ít lời kim khẩu thiết ra, dương gian con ở mẹ về thượng thiên. Nam mô vô thượng hư không địa bảo dưỡng sanh A Di Đà Phật. Trước hương đăng trà hoa lễ chi thành, con bái tạ mẫu nghi. Mẹ là đại đức từ bi, vì thương con dại mới đi xuống trần. Lời cháu ngọc mẹ ân cần dạy biểu, tiếng đá vàng con
tình giữ một qua lòng vẫn nhìn lo tu. Vợ này là tuyết âm mô điện thiên mẹ giáng xuống trần độ con. Nên con mới biết cùng son bờ bên đồng cùng nhau dắt đến trường thi. Giá trang sắp bạc ngang bài thanh trà quá quả lễ bài kính dân. Con lên bé chúc mừng hoàng mẫu cầu phước dư cho nam việt an vui. Vợ này cầu nguyện đã rồi lại đưa đức mẹ phản hồi thiên cung. Nam mô vô thượng hư không diêu kỳ kim mẫu dược sanh bảo mạng từ tôn. Đại từ tôn cảm ứng chứng minh A Di Đà Phật. Kiện thiền dòng bay màu hoàng chánh chánh đạo giao sắp an dân